Rồi, 2, 3. Rồi. Xin chào các bạn. Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 đã trở lại và tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được ngồi với chương trình này 3 mùa. Và Thành cảm thấy rằng là chương trình Hát Mãi Ước Mơ nó là một trong những chương trình mà có ý nghĩa nhất mà tôi đã từng tham gia. Nó không những mang đến cho cái người ngồi ở đó cái cảm xúc đông đầy khi mà thấy những cái mảnh đời bất hạnh hay là những cái giọng hát đặc biệt khi đến với chương trình, mà nó còn giúp cho rất là nhiều người nhận được một cái món quà tinh thần rất là ý nghĩa, giúp ích được cho họ cả về tinh thần lẫn trong cuộc sống. Và nếu như làm game show chỉ để vui, chỉ để cười thì đã có rất là nhiều những game show như vậy là phục vụ cho vấn đề giải trí. Nhưng Hát Mãi Ước Mơ không những chỉ dừng lại ở đó. Quý vị vừa xem cái này cũng có thể giải trí được, nhưng bên cạnh đó mình cảm được cuộc sống, mình thấy được nhiều người bất hạnh hơn trong cuộc sống. Mình sẽ nhìn lại bản thân mình, trân quý những gì mình đang có, sống làm sao cho tốt hơn, ý nghĩa hơn. Và tôi cảm thấy rằng là cái chương trình này nó không những mang đến cái thông điệp nhân văn, ý nghĩa tốt đẹp, mà nó còn mang một tính giáo dục rất là cao, để chúng ta cảm thấy rằng là mình phải biết trân trọng tất cả những gì mình đang có. Có thể là mình xem xong chương trình, mình về nhà mình sẽ bớt ăn cơm bỏ mứa nhiều hơn, mình sẽ tắm bớt hao nước nhiều hơn, ra đường bớt xả rác hơn. Và những cái phần đó đôi khi mình nhường lại, giúp ra đường mình giúp được cho nhiều người hơn. Mình cảm thấy còn nhiều người quá, tâm có cơm ăn, tâm có áo mặc, tại sao mình phải sống phung phí như vậy. Nên tôi nghĩ rằng là chương trình này là một chương trình rất là hay. Bất cứ lúc nào Thành đi qua Mỹ, đi lưu diễn cũng được khán giả hỏi thăm ở Trấn Thành ơi, có thể liên lạc với cái người này người kia hay là làm sao để có thể gửi tiền về chương trình để giúp đỡ cho họ được không. Chứng minh là cái chương trình này nó tác động rất nhiều đến mọi người, đặc biệt là kiều bào quốc tế. Họ rất là yêu thương đồng bào mình ở Việt Nam và ai cũng lâu lâu gửi cho Trấn Thành 100 đô, 200 đô, thậm chí có những người gửi cả ngàn đô. Nói là bây giờ Trấn Thành về cứ cho người ta đi, tôi không cần biết Trấn Thành cho ai, tôi tin Trấn Thành, cứ cho người ta đi rồi giúp đích cho những cái người ở quê nhà mình. Trời, tôi nhiều khi tôi cầm tiền tôi cũng không áp lực đúng chứ quý vị. Nhiều khi mình nói trời bây giờ cho ai bây giờ, nhưng mà ok, tôi hiểu ý của họ. Tại bây giờ họ không biết cho ai, và bây giờ họ tin vào một cái người mà đã từng giúp đỡ cho nhiều người như Trấn Thành, thì Trấn Thành trước tiên phải cảm ơn những cái vị khán giả đó. Nhưng mà quý vị tin chắc là khi quý vị đi đưa gửi cho tôi thì cái tiền đó tôi không dám xài, tại vì xài những cái tiền đó thì nó không có tốt đẹp gì đâu. Và tôi chắc chắn sẽ mang tất cả những cái tiền mà quý vị đã gửi cho tôi, tin tưởng tôi sẽ trao lại cho những cái người mà thật sự họ cảm thấy là họ cần cái số tiền đó hơn. Họ sống được nó giống như là một món quà, một cái bàn tay giúp đỡ cho họ nhiều hơn trong cuộc sống. Và xin một lần nữa mong quý vị sẽ ủng hộ cho Hát Mãi Ước Mơ sẽ luôn luôn được thành công hơn, nhiều người xem hơn, để nhân rộng tình yêu thương nhiều hơn và kêu gọi nhiều hơn nữa những cái mảnh đời khó khăn đến với chương trình, để chương trình ngày càng phong phú hơn và tác động được vào nhân tâm nhiều hơn, để gây được cảm xúc nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và đừng quên theo dõi chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 nhé. Dạ lỗ chứ quý vị, nhiều khi lúc ngồi đó cái cảm xúc cái cho móc lần cho một lát tới cuối chương trình tổng kết lại chơi với, hiểu không? Lúc cho thì nó ít nhưng mà nhiều số thì cộng lại lát tổng kết lại, anh Thành ơi anh thiếu chương trình nhiêu đây tiền, cả 100 triệu, nó cái gì, trời ơi tôi muốn xỉu. Thành thiếu ra là, nhưng mà quý vị ơi thật sự ra như thế này, tôi nhìn chừng 100 triệu một chương trình thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn ổn. Nhưng mà có được thêm 100 triệu thì với những người khác tôi nghĩ rằng nó là cả gia tài, cả một cái cuộc sống của họ. Nhưng trời trời, mình nhịn được thêm miếng, mình cho được nhiều người, người ta có được nhiều hơn, tại sao không, đúng không ạ? Trong cuộc sống này á, mình được sinh ra lành lặn hơn, may mắn hơn, có trí tuệ, có sức khỏe đã là may mắn rồi, hơn nhiều người khác rồi. Như vậy thì nếu như người ta không may mắn như mình cảm thấy mình làm được, gửi đến cho người ta. Trong cuộc sống mình cho đi trước, trước sau gì mình cũng nhận lại được. Nhận lại được cái gì? Trước tiên cũng biết sao, nhận lại được sự thanh thản trước, nhận lại được cái niềm vui trong cuộc sống, nhận lại được cái cảm xúc là ồ, mình thấy mình cũng ngon lành hen, mình cũng giúp được cho người khác hen. Trước tiên là mình nhận được cái cảm xúc đó, là nó đã là cái năng lượng tích cực rồi. Rồi sau đó mình nhận lại được cái gì? Nhận lại được cái sự kính nể, kính trọng của những người khác đối với mình. Và mình nhận lại được cái cảm giác sung sướng khi mình thấy là cái điều mình đang làm tốt nó tác động đến những người khác và người ta cũng làm theo. Mình làm cho cả thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Như vậy thì từ một hành động mà mình làm đúng, nó sẽ tác động để nhiều hành động đúng tiếp theo được làm bởi nhiều người khác. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là
mọi người trước tiên đừng nghĩ gì hết, cái gì làm được trong tầm tay mình hãy làm, và bạn tin đi, những gì bạn làm không bao giờ là hoang phí và là thừa thải đâu. Nó sẽ có một giá trị nào đó, bạn sẽ nhận lại được một cái gì đó. Khi bạn cho một người nào đó cái gì đó, người đó sẽ không trả lại bạn đúng cái điều bạn cho đâu, nhưng cái điều đó nó sẽ đến từ nhiều người khác. Và dĩ nhiên là tới ngày hôm nay thì tôi vẫn cảm thấy những điều tôi đang làm là đúng, nên tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái lòng yêu thương, khuyến khích người ta làm điều tốt để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Rất là tiếc là năm nay không có chị Tư Cẩm Ly, nói chung là cũng nhớ bà lắm, rất là dễ thương, một người phụ nữ rất là dạt dào cảm xúc và chân thành, sống rất là thật thà và tốt bụng, thì Thành rất là thích được ngồi chung với chị Tư. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là chị Tư cũng có nhiều cái vấn đề cá nhân nên không thể sắp xếp lịch quay cái đi tham gia chương trình mùa này được, thì chắc chắn là nhiều khán giả cũng sẽ nhớ chị, nhưng mà tin chắc đi là chị cũng sẽ rất là muốn tham gia cũng như là dõi theo chương trình, tôi tin là như vậy. Và biết đâu những mùa sau có thời gian chị Tư sẽ trở lại. Và cái mùa này thì cái sự thay đổi này nó cũng mang đến một cái màu sắc mới, nó có một cái không khí mới để đến với những người trẻ trung, năng động hơn trong cuộc sống, để quý vị thấy rằng là cái tình cảm, cái tình yêu á, nó không chỉ đến từ một người mà nhiều người tham gia, nó sẽ gây cảm hứng cho nhiều người, cả những ca sĩ mới hoặc còn trẻ. Có lẽ trước đây họ sống rất vội vàng, họ sống rất là vô tư, nhưng khi tham gia chương trình họ sẽ lắng lại và họ sẽ cảm nhận được tình cảm được nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy được rằng cái tình yêu đó nó đến với nhiều đối tượng khán giả hơn, và nó sẽ gây tác động cho những cái người trẻ khi tham gia chương trình này, khi xem nó. Hồi xưa có thể các bạn thấy chương trình từ thiện, các bạn lướt qua các bạn xem, các bạn chỉ xem chương trình giải trí thôi, nhưng mà biết đâu mùa này có nhiều bạn trẻ tham gia, những thần tượng của các bạn tham gia, các bạn sẽ mình coi thử cái nó ra sao, coi xong rồi mình cảm, đúng không ạ? Thì hy vọng rằng là cái sự thay đổi mới này nó cũng sẽ mang một cái chiều hướng tích cực, và cũng hy vọng rằng là chương trình này sẽ được tiếp tục kéo dài mãi. Chúng ta không biết mình làm được tới mùa mấy, nhưng may mắn là chương trình cũng thường hiện nay là mùa 3 vẫn còn em, nên nếu như được thì tôi hy vọng là chương trình này kéo dài mãi. Nó giống như một cái thương hiệu, nó giống như là một cái nơi mà quý vị rất là tin tưởng để đặt cái niềm tin mình vào trong đó, giúp cho nhiều người hơn. Quý vị ơi, và Trấn Thành xin được gửi lời chúc đến cho tất cả những thí sinh tham gia chương trình, hãy tự tin lên, mạnh dạn lên, hát bình tĩnh, thoải mái. Các bạn yêu thích âm nhạc hãy đến đây thể hiện cái niềm đam mê của mình, và cái điều đó nó không chỉ là cái phục vụ cho niềm đam mê của bản thân mình, mà nó còn mang đến ý nghĩa và một món quà tinh thần cho một người khác, vừa giúp đỡ được người khác, vừa thể hiện tài năng của mình, tại sao không, phải không ạ? Hãy đến với chương trình của chúng tôi, và quý vị khán giả đừng quên theo dõi chương trình vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Trấn Thành trân trọng kính mời. Hát mãi ước mơ mùa 3 đã quay trở lại. Chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ những nhân vật họ đến đây không phải hát cho bản thân mình, mà là hát cho những người mà họ yêu thương. Hát mãi ước mơ, một sân chơi âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những tài năng ca hát tiềm ẩn được tỏa sáng. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm. Đời em là chim em bay, đời em là hương tỏa đông đất. Tim em muốn rụng luôn vậy đó anh. Hiện nay đang yêu thương bất chấp. Hát mãi ước mơ mùa 3 quay lại với sự đổi mới đặc biệt ấn tượng, khi có những tiết mục song ca đầy bất ngờ. Nhớ khi xưa qua đèo hoa suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao anh ơi, lẽ một mãi có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em. Nghe cũng gời luôn á, lãng mạn. Những giọng hát vang lên với hy vọng chắp cánh ước mơ cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Có những cái hoàn cảnh mà cùng cực mà mình phải tự hỏi là tại sao mà có thể khổ tới mức như vậy. Ngày nào người ta cho cũng một bún, một tô, một chén đi xin mà, móc đâu có ra được.
không có thì làm bài bà đi ăn mắm, không có mắm phải đi làm muối, lấy nước muối đó làm ăn. Tôi đã đổi hết bao nhiêu sức lực để đổi sức khỏe cho con gái tôi nhưng không đổi được. Đổi tất cả những gì tôi có nhưng không đổi được. Ngày xưa má bỏ con đi rồi, tự nhiên bây giờ ba bỏ con nữa. Em thì nhỏ, nhà thì không có gì em hết. Quá nhiều điều bất công và quá nhiều cái nỗi đau. Trẻ em với người già không xứng đáng nhận được những cái điều này. Không xứng đáng. Bên cạnh bệnh tật, khó khăn tưởng chừng như vô cùng là nghị lực sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em không có tự đứng bằng chân của mình được, nhưng mà em muốn tự đứng lên bằng hai tay của mình. Em muốn thay cha để nuôi mẹ và em của em. Em hy vọng là ba em có thể đạt tới được ngày em thành tài để ba em có thể tự hào về em ạ. Và tình yêu thương chính là ngọn lửa sức mạnh cho tinh thần quyết tâm và chinh phục. Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu, nhưng mà bữa nay em lấy hết can đảm của mình để em hát cho chị của em. Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi muốn hát để dành số tiền thưởng để giúp đỡ cho con dâu để lo cho cháu nội. Ước em lòng được cái gì đó để cho mẹ, nhưng mà sức khỏe không có, má không thấy. Em hát cho mẹ để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ cũng đau nhưng mà mẹ không giống đi khốn. Tôi muốn đem cái tiếng hát của mình để giúp cho chị mình được phần nào hay phần đấy. Mong sao cho ước mơ của chị tôi được thành sự thật. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Các nhân vật đến với chương trình ở rất nhiều thế hệ khác nhau, nhưng mà một điểm chung là họ đều mang đến cho mình những cái tấm lòng rất đẹp để có thể giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Anh đã làm được cho em với con rồi đó em ơi. Đón xem tập 1 Hát mãi ước mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 19 tháng 7 năm 2019 trên kênh HTV7.